phải các con đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn các con. Kính thưa quý cha cố, quý cha đồng tế, kính thưa quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn đang hiện diện trong thánh lễ tạ ơn hôm nay. Trong tâm tình của một người chú với cha Phêrô, con xin được phép chia sẻ đôi điều với cộng đoàn trong thánh lễ tạ ơn của cha hôm nay. Trong một lớp giáo lý hôn nhân, một bạn trẻ đặt câu hỏi thắc mắc tại sao cũng là một bậc sống, nhưng các linh mục có được ngày thủ phong tưng bừng và hoành tráng. Nào là các đấng bậc đông đảo các linh mục đồng tế, nam nữ tu sĩ và nhiều giáo dân cùng tham dự. Trong khi đối với những người sống đời hôn nhân, lễ cưới của họ không được như vậy, ngay cả việc đồng tế cũng không được. Nếu hỏi quý anh chị em như thế, anh chị em sẽ trả lời ra sao? Con trả lời vui với các anh chị ấy rằng sở dĩ giáo hội cử hành lễ truyền chức linh mục cũng như lễ tạ ơn long trọng như vậy là để dụ các bạn trẻ đi tu. Đó các anh chị ạ. Thế mà có mấy ai đi tu, có mấy ai chọn con đường chẳng mấy ai đi này đâu. Tuy nhiên, kính thưa toàn thể cộng đoàn, nếu nghiêm túc mà trả lời thì việc tổ chức long trọng lễ truyền chức hay lễ tạ ơn linh mục là lý do của nó. Giáo hội muốn đề cao thánh chức linh mục của Chúa Kitô, hơn nữa long trọng đâu phải cho bản thân người tân linh mục đâu, mà chức linh mục là cho cộng đoàn vì cộng đoàn. Một khi lãnh nhận chức thánh thì linh mục đã là người của Chúa, người của giáo hội, là người của mọi người rồi. Đó cũng là những ý tưởng chính mà con muốn chia sẻ với cộng đoàn ngày lễ tạ ơn hôm nay. Trước hết, linh mục là người thuộc về Thiên Chúa. Một khi khước từ hạnh phúc của đời sống hôn nhân gia đình, kể cả niềm vui thú và tình yêu đôi lứa mà lẽ ra mình được hưởng, để rồi chấp nhận đời độc thân khiết tịnh và vâng phục vì nước trời, người linh mục hoàn toàn thuộc về Chúa cả tâm hồn, cả thân xác và cả con tim. Điều này hoàn toàn tự nguyện, tự dâng hiến cuộc đời cho Chúa với con tim không chia sẻ. Nhờ bậc độc thân khiết tịnh và vâng phục, các linh mục được thánh hiến cho Chúa Kitô với một lý do mới mẻ và tuyệt hảo, được dễ dàng kết hợp với Chúa bằng một trái tim không chia sẻ. Khi công bố danh sách các thầy chính thức và đại chúng viên, thường thì có 3 điều làm cho các thầy ngạc nhiên. Điều thứ nhất, có những thầy nghĩ mình chưa được vào đại chúng viện, có tên trong danh sách. Có những thầy mình đoán chắc là được vào đại chúng viện nhưng lại không có tên đâu cả. Đây là điều ngạc nhiên lớn nhất. Chính mình cũng có tên trong danh sách ấy. Điều đó cho thấy ơn gọi hoàn tất toàn đến từ Thiên Chúa và là hồng ân mà Thiên Chúa ban, nhưng không. Chứ không phải là do tài năng đức độ, công trạng đẹp trai con nhà giàu hay học giỏi. Chúa Giêsu đã hơn một lần quả quyết. Không phải các con đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn các con. Chính Chúa chọn gọi, nên đó cũng là lý do tại sao linh mục là người thuộc chọn về Chúa. Thứ đến, linh mục còn là người của giáo hội. Qua việc đặt tay, linh mục đã trở thành người của giáo hội. Nói cách khác, kể từ ngày chịu chức linh mục, hoàn toàn là người của giáo hội. Giáo hội trở thành mẹ của các ngài sống là sống cho giáo hội. Làm việc cho giáo hội. Ngay cả việc ăn cũng là ăn vì giáo hội. Mọi thành công hay thất bại của các ngài cũng là thành công thất bại của giáo hội. Mọi vui buồn của các ngài cũng là vui buồn của giáo hội. Và vì là người của giáo hội nên ta không lạ gì khi thấy các ngài được giáo hội lo lắng, chăm sóc từ A tới Z, từ nơi ăn trốn ở đến bệnh tật, hưu dưỡng và cả việc tang chay khi đã qua đời. Sau nữa, linh mục còn là người của mọi người. Khi được đứng vào hàng ngũ linh mục, các ngài trở nên họ hàng thiêng liêng rất gần gũi với dân Chúa khắp nơi. Đi đến đâu người ta cũng gọi các ngài là cha. Người cha thiêng liêng, tắt một lời, linh mục là người của mọi người chứ không phải của riêng ai hay của riêng gia đình nào. Chẳng thế, trong ngày chịu chức linh mục của một người em trai, người chị gái khuyên, em hãy cố gắng trong đời linh mục đừng bao giờ sờ vào ai và cũng đừng bao giờ để người khác sờ vào mình. Có thể thoạt nghe, cộng đoàn chúng ta cho rằng lời khuyên ngớ ngẩn. Nhưng đây là chuyện nghiêm túc mà người chị đã chia sẻ với em của mình. Xem ra, vấn đề thì người em có thể cam kết khi chị với chị được, còn vẫn khó khăn, chắc có lẽ người em không dám. Vì nếu sao mình đâu chủ động được, người ta chủ động tấn công mình bất cứ khi nào. Có khi là bó tay chấm com, thuộc thậm chí là bó cả chân chấm com nữa. Xin dẫn chứng một câu chuyện mục vụ. Có một chị vào xưng tội, thưa cha con đau khổ lắm vì đã lỡ yêu một người. Cha chưa hiểu ý con nói là lỡ yêu một người đã có vợ rồi à? Không, không thưa cha, anh ấy sống độc thân một mình. Hay là anh ta vũ phu rượu chè cờ bạc? Thưa cha không, anh ta rất hiền lành và không hề biết đến rượu chè cờ bạc gì hết. Hay là anh ta đang thất học? Dạ không, anh ta có học thức cao, lại đẹp trai, phong độ nữa là khác. Ô vậy là con vớ được vàng số 4 số 9 rồi đấy. Nhưng mà thưa cha, bố mẹ con lại cấm. Sao lại có chuyện cấm lạ đời như vậy?
bố mẹ con cấm ảo lao rồi đó. Để cha gặp bố mẹ con, cha sẽ nói cho con. Nhưng thưa cha, có một điều con cảm thấy khó nói lắm. Con cứ nói đi, không sao đâu. Anh ta có ở gần đây không? Dạ, anh ấy ở rất gần con, ngay trong giáo xứ này cha. Vậy thì số con sướng quá rồi, còn gì, khỏi phải tốn kém việc đi lại, tốn tiền xăng. Thế anh ta là ai vậy con? Dạ, dạ thưa cha anh ấy là người đang giải tội cho con đây. Vâng, qua câu chuyện chúng ta thấy cả một vấn đề, tuy là cầu làm sao nó đừng xảy ra những chuyện như thế này. Người ta chủ động tấn công linh mục chống đỡ, vất vả lắm đấy. Không ai được phép sở hữu linh mục, và linh mục cũng không được quyền chiếm hữu ai. Linh mục có quyền yêu hết mọi người, nhưng không được giữ lại riêng ai. Được phép bắt tay mọi người, nhưng không được phép giữ lại đôi tay của ai. Chiếm giữ ai hay giữ lại ai đó, có chuyện, chuyện còn to nữa là khác. Trong một dịp giao lưu với các bà, các cô gia đình tận hiến dòng mẹ Chúa Cứu Chuộc, một thầy đặt câu hỏi, nếu một ngày nào đó tòa thánh cho các linh mục lấy vợ, các bà mẹ có đồng ý và ủng hộ không? Tất cả đều đồng loạt nhau nhau phản đối. Có bà còn bộc bạch rằng chúng con thương quý cha quý thầy, vì quý cha quý thầy sống độc thân, không có vợ, không con. Còn nếu cha nào có vợ thì để cho vợ ông ấy thương, chúng con không thương nữa đâu. Thế đó, thưa cộng đoàn phụng vụ, nếu sống được căn tính linh mục một cách rốt ráo, đừng sợ, đừng lo không được mọi người yêu mến. Người ta yêu mến linh mục vì các ngài là người của Chúa, của giáo hội và của mọi người. Đáng thương thay, linh mục không còn là người của Chúa mà là người của Satan hoặc của thần Mammon nào đó. Đáng tiếc thay, linh mục không còn là người của giáo hội nữa mà là người của một thể chế chính trị hay một giáo phái nào đó. Và đáng buồn thay, linh mục không còn là người của mọi người nữa mà là người của một quý bà quý cô nào đó. Khi đó các ngài đã đánh mất căn tính của mình rồi. Kính thưa cộng đoàn, tiếp tục cầu nguyện nhiều và thật nhiều cho các tân chức tạ ơn hôm nay, đặc biệt là cha Vero Vũ Ngọc Tuyến và các linh mục, vốn là những con người đầy yếu đuối và bất xứng trước thánh chức cao cả mà các ngài đã lãnh nhận, để các linh mục thực sự trở nên những mục tử như lòng Chúa mong ước. Có lẽ cũng vì cảm nghiệm được sự yếu đuối và giới hạn của thân phận người, nên cha mới của chúng ta đây mới chọn khẩu hiệu cho đời linh mục của mình, ta đã chọn con. Giữa thế gian đầy cạm bẫy, sống đúng ơn gọi được Chúa chọn không phải là dễ dàng chút nào. Không sống theo thế gian, không thỏa hiệp theo thế gian và luôn thuộc chọn về Chúa, trung thành cho đến hơi thở cuối cùng là điều không thể đối với con người, nhưng đối với Chúa đều là có thể. Vậy xin quý ông bà anh chị em hãy cầu cho các tân linh mục trong được luôn trung thành đi theo Chúa, nhiệt thành phụng sự giáo hội và chân thành phục vụ mọi người trong tình yêu thương. Thỉnh thoảng chúng ta vẫn được nghe nói đó đây rằng ông cha nọ, ông cha kia khi còn làm thầy thì dễ thương ơi là dễ thương, nhưng khi làm cha rồi thì sao mà khó ưa vô cùng, thấy mà ghét. Cha mới của chúng ta đây khi đang làm thầy đi giúp xứ đâu đâu cũng được tiếng là dễ thương. Vậy chúng ta hãy cầu chúc cho ngài luôn giữ được tiếng thơm đó mãi, dễ thương đối với Chúa, với giáo hội mà còn đối với tất cả mọi người.